Hàng năm, cứ đến tháng 12, cả nước ta lại tưng bừng chào mừng ngày 22 tháng 12. Vậy ngày 22 tháng 12 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa của ngày 22 tháng 12 như thế nào? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, có thể đi suốt từ Nam chí Bắc. Chính vì vậy, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 3 tiểu đội gồm 34 chiến sĩ, được lựa chọn từ những chiến sĩ cao Bắc làng, do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là lực lượng chủ lực đầu tiên của cách mạng, là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 25, ngày 26 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí đột nhập vào đồn Nà Ngần, Phai Khắt, giết hai tên đội trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch. Chiến thắng Phai Khắt Ngà Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc thắng chắc của quân đội ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương Đảng triệu tập hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước, đó là Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cứu quốc quân, các tổ chức lực lượng vũ trang khác, thành Việt Nam giải phóng quân, với mục đích phá kho thóc của địch, cứu đói nhân dân, xây dựng các đội tự vệ vũ trang, phát động chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, tại hội nghị thống nhất lực lượng vũ trang, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành tư lệnh các lực lượng vũ trang mang tên Việt Nam Giải phóng quân. Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng lên tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, quân đội nhân dân Việt Nam cũng như mọi bộ phận khác, nó mang tên lịch sử giải phóng quân miền Nam, đã góp phần đánh bại đế quốc, đánh sập ủy quyền tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Trên cơ sở có một cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy, hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống bộ đội Cụ Hồ như Bác Hồ đã dạy. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, lấy ngày 22 tháng 12 hàng năm là ngày thành lập Quân đội Nhân dân và ngày Quốc phòng Toàn dân. Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày này, đất nước ta lại tổ chức các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng, quân đội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc, giữ nước, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nhà trường chúng ta thường tổ chức các hoạt động như thăm nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm, dâng hương tưởng niệm với mục đích ý nghĩa giáo dục học sinh truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ rèn luyện trưởng thành, hình thành đạo đức lý tưởng cách mạng, xứng đáng là con lạc cháu hồng, góp phần xây dựng quê hương đất nước và tô đẹp thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.